Ngày 28 tháng 8, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về kết quả điều tra vụ cướp tài sản xảy ra ngày 18 tháng 8 tại tiệm vàng Phương Liên, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, lực lượng đã bắt giữ được đối tượng Lê Duy Anh Quân, 27 tuổi, ở phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng nêu trên. Điều tra ban đầu, cơ quan công an làm rõ, trưa ngày 18 tháng 8, Quân đến cửa hàng vàng Phương Liên cướp 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Công an tỉnh Hưng Yên làm rõ, thời điểm gây án, Quân đang trong thời gian chấp hành án phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản do Tòa án Nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tuyên phạt vào năm 2022. Sau khi bị bắt, đối tượng Quân còn khai nhận vào trưa ngày 12 tháng 8, Quân cùng Hồ Ngọc Bắc, 28 tuổi, xóm 3A, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thực hiện trộm một điện thoại trị giá khoảng 11,5 triệu đồng của một người dân tại thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm.